lúc này có ra một con Kaigan 10 màu các bạn ạ. À, đầu tiên mình nghe một con Kaigan 10 màu đấy các bạn, lúc này cứ làm sao ấy các bạn. Đây nhá, cho bạn xem thử form dáng anh các bạn này. Đó, mình là 1m65, 60kg, mình mặc đây là size 1 nha. Đây là màu nâu rêu, màu này bán rất chạy luôn các bạn. Đây các bạn xem giúp mình form dáng đi. Các bạn để ý cái phần cổ ấy các bạn, thì các bạn thấy không? Cái phần vai vè áo các bạn này đã chạy dọc trên phần vai và phần cổ của các bạn luôn, phần ngực của các bạn luôn, thì đâm ra ấy, khi mà con trai các bạn mặc lên ấy, nó sẽ ôm gọn và trông cái phần vai các bạn nó sẽ rộng ra và nhìn cổ các bạn sẽ nhỏ đi, nó không bị rộng tách rộng tác đâu. Đâm ra con trai mặc các bạn mặc nó sẽ rất là hợp đó. Và có hai phần túi hai bên, người ta giấu túi hai bên các bạn nha. Kỹ hơn cho các bạn xem về chất vải nha. Đây này, để mình lấy cho các bạn cái con bên ngoài nè, các bạn xem kỹ hơn giúp mình chất vải này. Chất vải con này được sử dụng là lỉ chân cua. Lỉ chân cua thì khi mà các bạn mặc lên ấy, thì các bạn sẽ có cái độ rủ con áo, trông nó sẽ kiểu cảm giác thoải mái hơn đó. Các bạn xem kỹ hơn về bề mặt vải đây. Cái con này thì lỉ chân cua ấy, thường nó hay bị xù, nhưng con này bên ngoài bao xù lông cho các bạn luôn. Đó, bao xù lông, bao da màu các bạn nha. Đây, đường may các thứ này. Nói chung là Noel may thì rất là tỉ mỉ rồi. Cúc là cúc bản vừa phải các bạn nhé, không quá to nhé. Và sẽ có thêm hai túi hai bên. Con này thì nó hơi nhiều màu một tí nhé các bạn nhé. Đâu ra là cho bạn xem kỹ giúp mình này. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem những cái màu bán chạy trước nha. Màu đen thì khỏi nói các bạn nha, màu đen thì bán rất là chạy rồi. Tiếp theo nữa các bạn sẽ có thêm màu xám đen. Màu xám đen này thì con trai các bạn da ngăm mặc bao đẹp luôn. Da càng ngăm càng đẹp các bạn. À, đây là màu olive, màu này hợp mặc trong thời tiết nó hơi lạnh lạnh một tí như kiểu Đà Lạt ấy. À, đây là màu xanh navy nha. Và đây sẽ là màu cổ vịt. Màu cổ vịt đấy đi chơi hơi bị đét đấy các bạn ạ. Màu này hợp cực. À, và đây là màu xám trắng nha. Mình không nghĩ màu xám trắng lại bán chạy như vậy nha. Và cuối cùng màu nó âm trầm hơn một tí, nó nâu rêu các bạn nha. Các bạn coi lại giúp mình form dáng một lần nữa nha. Đấy, với con cardigan này thì các bạn có thể mặc với cả sơ mi này, áo thun này, hay là những con áo len cổ rộng. Ui, mặc con này mặc khoác đi chơi cũng được, mặc hàng ngày cũng được, đơn giản mà đẹp các bạn ơi. Đấy nha, mình để ý con này rất nhiều bạn nữ mua chung yêu nha. Bạn nào mà chưa biết gì thì có thể thử tham khảo nha.